Vâng, chào mừng tất cả quý chị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của MC Quang Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe con này là con Camry anh chị nhé. Chiếc Toyota Camry này được sản xuất năm 2002, hộp với hộp số tự động mọi người nhé. Xe thì về thì anh em chỉ sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Cái dòng Camry đi rất là bền bỉ này, với cái động cơ là 3.0 đấy, đi rất là bền bỉ luôn mọi người nhé. Xe thì tổng thành xe thì sơn màu đen này, trong ngoài rất là sạch sẽ, máy móc rất là khỏe khoắn luôn, êm ái, hộp số lại rất là mượt. Đó, chiếc Toyota Camry này đang được bên em bán mức giá là 270 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, giá trên là có thương lượng và đã bao gồm phí rút hồ sơ. Anh chị nào mà quan tâm với dòng Toyota Camry này thì alo cho em cái số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương anh chị nhé. Đó, xe sơn si rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Và anh chị chỉ sẵn đi, không phải làm bất kỳ một hạng mục gì cả. Anh chị nào mà ở Hà Nội thì về chỉ việc sang tên thôi nhé, không phải không phải đổi biển đâu. Đấy, xe mang tư nhân biển Hà Nội. Đấy, màn hình này, túi khí an toàn, táp lô táp ly rất là sạch đẹp luôn. Đấy, áo ghế các bác nhìn đây nhé, bộ áo ghế rất là đẹp luôn, ghế da nguyên bản theo xe, hộp số tự động. Đó, hộp số tự động này rất là mượt, đi cực kỳ là êm ái. Nó sẽ con này nó ăn đứt những cái con xe Hàn đời cao luôn, ăn đứt mấy con ba cái con Forte hay là Cerato. Đi cái dòng này nó rất là êm ái luôn anh em nhé. Đấy, biển số 03768, biển Hà Nội tư nhân. Đèn đóm này. Đấy, đèn hậu các bác nhìn nhá, trong vắt luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm đến một dòng xe cũ thì hãy nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Con này nó rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Form dáng này rất là liền lạc luôn mọi người nhá. Gân chỉ này, cực kỳ là liền lạc luôn. Pha đèn, hệ thống đèn đằng trước, 4 cái đèn đằng trước nhìn rất là sáng luôn anh chị nhé, cực kỳ là sáng luôn. Tên tư nhân biển Hà Nội, giá rất hợp lý, 270 triệu đồng. Đấy, anh chị nào đi cái dòng Camry rồi thì biết là nó cực kỳ là chắc chắn, bền bỉ. Đó, nên là nó rất là giữ giá anh chị nhé, rất là giữ giá luôn. Cái nội thất của nó này cực kỳ là sang trọng luôn, 4 tổng lưng hạ kính, gương kính chỉnh điện đầy đủ. Đấy, ghế chỉnh điện mọi người nhé, ghế chỉnh điện này. Đã lắp thêm cái bộ áo ghế nhìn rất là đẹp. Đây, bộ áo ghế rất là đẹp này, có hai luồng điều hòa đằng sau, hai luồng gió điều hòa đằng sau này. Đó, nội thất màu lâu, màu kem nhìn rất là đẹp luôn. Trần lỉ nguyên bản theo xe. Đóng cửa rất là chắc chắn luôn mọi người nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. 270 triệu đồng thôi anh chị nhé. Đấy, xe này đã được lắp thêm này, một cái màn hình cam lùi đấy, và đè lỗ thông minh anh chị nhé, đè lỗ thông minh đó. Xe chạy được 18 vạn xịn này, không hề báo một lỗi nhỏ nào, lỗ gang ti rất là êm luôn, không hề rung giật anh chị nhé, không hề rung giật gì cả. Đấy, này nó có thêm một cái dòng nhận diện giọng nói, chắc là để chỉnh cái màn hình Android này. Đó, màn hình này, âm thanh rất là hay luôn. Đấy, âm thanh cực hay. Đấy, điều hòa này, điều hòa auto mọi người nhé, điều hòa auto luôn. Đấy, rất là hiện đại. Táp lô của nó các bác nhìn này, phía bên phụ nhá, táp lô táp ly này cực kỳ sạch đẹp, những cái vân nhựa nó rất là đẹp luôn. Đấy, ghế giếc rất là hàng, 5 ghế ngồi, rộng rãi thoải mái đó. Máy móc của này thì không chê vào đâu được rồi. Đó, máy zin này, lỗ thì êm cực kỳ luôn anh chị nhá, máy rất là khô, không hề có một giọt dầu rỉ ra luôn. Đấy, máy con này chất lắm anh chị ạ, máy và số này cực kỳ chất luôn. Chạy cái dòng này anh chị để mà đi lại thường hàng ngày thì không bao giờ lo phải làm đường. Đó, vì là chiếc Camry này nó rất là bền bỉ anh chị nhá, chứ như dòng Camry mà đời nó sâu một chút, ví dụ đời chín mấy hả, nhiều con nó rất là bền bỉ luôn. Đấy, hầu như là con nào nó cũng bền, không hề mất phân keo chỉ là đâu anh chị nhé, cực kỳ là đẹp, xe bóng loáng luôn. Và anh chị chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Đấy, chỉ việc đổ xăng là đi, không phải là làm bất kỳ một hạng mục gì cả.
Đó, không phải làm bất kỳ một hạng mục gì anh chị nhé. Xe chạy 18 vạn này, không đâm va, không đâm va đâu anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Cốp này cũng rất là rộng rãi luôn, sạch sẽ này, lỉ này, các bác nhìn lỉ bóng nhảy luôn này, mọi người nhé, rất là sạch. Đó, nắp thêm một cái bộ bốp này, bộ sàn này cũng rất là đẹp. Đấy, còn đây là các bác nhìn nhé, cốp của nó đây, xanh đét luôn, xanh đét luôn các bác nhé. Sơ cua hay kích lốp này đầy đủ này. Đấy, nguyên bản này. Phải nói là đây một con xe mà nó hoàn toàn là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, không một lỗi nhỏ này. Màn hình cam lùi đầy đủ, cảm biến lùi đầy đủ, không đâm va, không đâm va gì cả. Đấy, rất là đẹp, tổng thành xe rất là đều xe luôn. Đó, anh chị nào mà quan tâm đến dòng Toyota Camry này thì hãy alo ngay cho em cho số điện thoại là 0358 286 286 anh chị nhé, để được em tư vấn về cái mẫu Toyota Camry này cho anh chị. Đấy, một con xe nó tổng thành nó rất là đẹp, từ máy gầm nội thất này, ngoại thất này, đấy, điều hòa, hộp số, tất cả là rất là ok luôn. Đấy, tất cả rất là ok luôn, vận hành rất là mềm mại luôn. Đó, anh chị hãy đừng ấn quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn theo những video sau.